Dạ xin kính chào chị ạ. Kính thưa chị, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2023. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng Tumorong ở Kon Tum thì cũng xin giới thiệu đến anh chị. Thì hôm nay anh em họ đi rừng không có gặp hoa lan nhiều anh chị, chủ yếu là người ta họ gặp cái loại sâm sâm dây hay gọi là hồng đẳng sâm anh chị. Thì anh em họ đem về thì bên em cũng đã rửa sạch đất rồi anh chị, và bên em cũng chia ra các cái phần, một phần mấy phần tầm cỡ 1 kg chị. Thì hôm nay cú khá là đẹp luôn. Thì cái này là lần đầu tiên bên em bán cái hàng sâm và cái hàng sâm tươi anh chị, vì bên em cũng không có bán cái hàng sâm này. Thì anh em họ đi lấy có thì họ bán cho những mối khác anh chị. Bên em chủ yếu thu mua hoa lan thôi. Tuy nhiên thì hôm nay anh em họ đi rừng không có gặp hoa lan mà chỉ gặp sâm, thì người ta họ là ứng tiền rồi họ đem họ bán để bù lại tiền nữa anh chị. Thì bên em cũng chia ra các đơn hàng bên em giới thiệu anh chị. Thì sâm này chuẩn sâm tự nhiên anh chị, anh em họ đi rừng họ khai thác đó anh chị, cho không phải là hàng trồng gì đâu, anh chị cũng hết sức yên tâm. Tiếp đến là cái kiếm thì em thấy cái vòi hoa cũ là cái vòi hoa đứng anh chị. Thì cái này thì con chị số hoa có thể là bicolor hoặc là có thể là lô hỏi anh chị. Thì bên em cũng chia ra các cái phần giá nó cũng rẻ thôi anh chị, tầm khoảng mấy chục nghìn thôi, một giờ những giờ rất là to anh chị, tầm khoảng 5-60 nghìn thôi. Thì cũng con chị sưu tầm. Thì cách đây mấy hôm thì bên em có bán kiếm thanh lý anh chị. Cái này thì kiếm nó đẹp hơn cái hàng hồi bữa kiếm này. Và cái gói combo gồm là 9.000-90.000, gồm có 3 loại anh chị, và hai phần rau hâm này, mỗi phần là 40.000. Và cái tóc tiên thì 3 phần, mỗi phần là 80.000 anh chị. Tiếp đến cái giáng hương quế nâu anh chị. Giáng hương quế nâu thì hôm qua bên em bán thì hôm nay sẽ giảm giá xuống anh chị. Thì các đơn hàng bên em sẽ giảm giá hết rồi, và xíu nữa em sẽ giới thiệu từng cây luôn anh chị chọn. Và các phần kiều cam mở gà xíu nữa em sẽ giới thiệu kỹ hơn. Thì cô anh chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0 đầu số đó anh chị. Đôi khi cái giọng nói này con chị là không có nghe kịp thì con chị bên em có ghi ra. Thì em tên Định ở Kon Tum này, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Cái phí ship đồng giá là 30.000 cho tất cả các đơn hàng anh chị. Thì bên em giới thiệu trước cái hồng đẳng sâm này. Thì hồng đẳng sâm thì bên em có chia ra mỗi phần thế này là 1 kg. Thì vừa củ to và vừa củ nhỏ nó sẽ đồng đều hết các phần của anh chị. Thì một phần này tương đương với 1 kg. Thì cái hồng đẳng sâm thì loại này thì thơm lắm anh chị, và con chị có thể là sử dụng ngâm rượu này, hoặc là có thể là hầm với các loại thịt gì anh chị, thì là sắc nước con chị uống. Con chị có thể là ngâm rượu thì có thể sử dụng tươi, hoặc là con chị về có thể là phơi khô đó con chị ngâm rượu được anh chị. Thì cái hồng đẳng sâm này thì bên em bán mỗi phần tầm khoảng 1 kg, với giá là 100.000 anh chị. Cái hồng đẳng sâm này bên em cũng chia đều tương đối các cái phần anh chị, và hàng tương đối nó sạch. Và cái hàng này thì tối nay bên em sẽ bật quạt và phơi ráo đấy anh chị, ra vận chuyển tới nơi thì có thể là nó hao hụt tí của anh chị cũng thông cảm anh chị. Cái hồng đẳng sâm này thì bên em cũng có một số ít thôi anh chị. Hồng đẳng sâm thì nó có rất là nhiều tác dụng bồi bổ cơ thể đó anh chị, và tăng cường sức đề kháng gì đó anh chị, nó dùng rất là nhiều cái công dụng. Thì đó là cái phần kiều cam mở gà. Kiều cam mở gà thì bên em bán phần số 1 của anh chị. Phần số 1 thì hôm qua bên em bán còn lại anh chị. Và hôm nay bên em sẽ thêm hàng và tụi em sẽ giữ giá cũ, coi như là giảm giá anh chị. Phần số 1 của bên em thanh lý này tầm cỡ 1,5 kg. Bên em bán giá 150.000. Thì cái hàng thanh lý đó anh chị. Thanh lý thì con chị mua về trồng để lấy mầm gốc thì nó sẽ đẹp hơn. 2 giờ đây. Giờ số 3 anh chị này. Giờ số 4. Giờ số 4 một giờ to đùng luôn anh chị này. 4 giờ này. Giờ số 5 này. Giờ số 6 này. Giờ số 7 này. Giờ số 8 này. Giờ số 9 này. Và giờ nhỏ giờ số 10 giờ, tầm có 10 giờ này anh chị. Bên em bán giá 150.000. Và ship 30.000 nữa là 180.000. Tình trạng hàng lá rất là tươi anh chị. Có một số lá này nó dập từ rừng anh chị. Thì nó héo vàng thế này. Còn lại thì chủ yếu là lá rất là tươi luôn. 150.000 cái kiều cam mở gà số 1. Tiếp đến cái kiều cam mở gà phần số 2 này. Phần số 2 thì bên em bán với giá 90.000 chị. Đây, phần này 90.000 bao gồm có
một một về này. À, kiều này là kiều thân vuông, à, tuy nhiên vuông không có sắc cạnh anh chị. 2 về này, 3 về này, 4 về này, giờ số 5 này, giờ số 6 này, số 7 này, giờ số 8 này. 8 giờ anh chị, bên em bán 90.000. 90.000 kiều camera phần số 1. Kiều camera phần số vừa rồi là số 2 chị, số 2 90.000. Tiếp đó là số 3 này. Số 3 là bên em bán giá 80.000. Thì bao gồm có 1 giờ này. Giờ số 2 anh chị này. Giờ số 3 này. 3 giờ này. 3 giờ này bên em bán với giá là 80.000 là con gì số to. Tiếp đó là cái kiều camera phần số 4. Và số 4 thì với giá là 120.000. 120.000 anh chị, gồm có 1 giờ này. Đó, tiếp đó là giờ số 2 này. 2 giờ này bên em bán 120.000 phần số 4. Tiếp đó các phần kiều camera kia em xin lỗi. Các phần quế nâu anh chị, dáng hương quế nâu á. Thì phần số 1 thì bên em bán thanh lý này. Phần này thì hôm qua thì bên em bán 20.000. Tuy nhiên thì 20.000 tụi em cũng không biết giảm thế nào nữa, thì tụi em hôm nay sẽ giữ nguyên anh chị. Thì mùa này thì cái dòng này đang tình trạng đang ho anh chị. À, thì gồm có một cây này. Phần số 2, số 1 là 20.000. Phần số 2 anh chị, cái số 2 này. Cái số 3 này. Cái số 4 này. Cái số 5 này. Cái số 6 này anh chị. Cái số 6 này, cái số 7 này. Số 7 này. Cái số 8 này. 9 cây anh chị. 10 cây này. 11 cây này. 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18, 19 cây anh chị. Một phần này bên em bán giá 20.000. Tiếp đến cái phần dáng hương quế nâu phần số 2. Phần này bên em bán với giá 50.000 anh chị. Hôm qua thì 60.000, hôm nay sẽ giảm xuống 50.000. Rồi có một cây này, cái số 2 này, cái số 3 này anh chị. Cái số 4 này, cái số 5 này, cái số 6 này anh chị. Cái số 7 này. Cái số 8 này, 9, 10 này, 11 cây, 12 cây đây anh chị, 13 cây này, 14 cây này, 15 cây này, 16 cây, 17 cây, 18, 19, 20, 21, 22 cây. Bên em bán giá 50.000 chị, dáng hương quế nâu phần số 2. Tiếp đến đây dáng hương quế nâu phần số 3 này, phần số 3 thì bên em bán 70.000. Hôm qua 80.000, hôm nay sẽ giảm xuống 10.000 nữa là 70.000 chị. Một cây này. Cái số 2 này anh chị này. Cái số 3 này. Cái số 4 này. Cái số 5 này. Cái số 6 này. Cái số 7 này. Cái số 8 này. Cây tình trạng đang nụ ho. Cô chị chơi về chơi ho cũng được. Hôm nay bên em bán 70.000 phần dân hương bữa nào phần số 3. Tiếp đó là dân hương bữa nào phần số 4 là 80.000. Còn có một cây này anh chị, kích cỡ đó. Một cây này. Mấy cây số 2 đây. Số 2 thì hai bùi ho lận. Cây số 3 này. Số 3 thì cũng hai bùi ho này. Cây to này. Số 4 này anh chị. Cây số 5 này. 5 cây này. Bên em bán giá 80.000. Tiếp đến cái phần tóc tiên. Tiên thì mỗi phần này bên em bán với giá 80.000 chị. Phần số 1 này. Với giá 80.000. Phần số 1. Phần số 2 đây. Cũng với giá phần số 2 80.000 chị. Hôm qua thì bên em bán 90.000, hôm nay thì giảm xuống 80.000. Còn số 2 này anh chị. Còn số 3. Số 3 thì cũng có giá 80.000. Cái phần tập tiên phần số 3 giá 80.000. Tiếp đó là cái rau hầm. Rau hầm thì bên em có hai phần. Mỗi phần bên em bán giá 40.000. Đây phần số 1 anh chị này. Đấy, mỗi phần một phần rau hầm bên em bán 40.000. Đô hầm phần số 2 với giá 40.000 luôn anh chị. Cũng tương tự như phần kia thôi, với giá 40.000 đô hầm. Tiếp đến là cái gói combo. Combo này bên em bán 90.000 thì quy ra ba loại thì quy ra mỗi loại thì 30.000 thôi anh chị. Đầu tiên là cái hòn đảo hắc mao đây. Hòn đảo hắc mao anh chị. Em xin lỗi, cái này là đại bạch hạc. Đại bạch hạc anh chị. Đại bạch hạc thì cô anh chị trồng được chậu nó cũng tương đối anh chị. Thì quy ra thì 30.000 này anh chị này. Hòn thái hắc mao này. Tiếp đó là cái bạch hổ hòn. Bạch hổ hòn thì quy ra cũng quy giá 30.000 này anh chị. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 giờ nhỏ nhỏ anh chị. À, thì bạch hổ hoang này anh chị mua về cũng thờ ghép được chậu này. Và các cái loại lan khác nha, như là cái lọng anh chị này. Lọng này. À, tục đoạn đuôi phụng này. À, em xin lỗi, tục đoạn đốt. À, cái này là cái cánh bướm túi dài anh chị. À, cái trứng bướm túi dài, à, tên chính xác như thế, một giờ nhỏ nhỏ thôi. À, và thanh đạm này. À, thì cái phần này bạn em bán với giá là 90.000. À, tiếp đó là các cái phần kiếm. À, thì như lúc này tôi bạn em cũng chia sẻ với anh chị là cái đây hai hôm thì bạn em cũng bán kiếm như một kiếm thanh lý. À, giá nó sẽ rẻ hơn anh chị, à, rẻ hơn đôi chút so với những cái phần này. Còn những phần này là hàng đẹp. À, phần số 1 là bạn em bán giá 70.000, kiếm số 1 của anh chị. Thì cái kiếm này, cái vô hoa nó đứng anh chị, à, vô hoa đứng, à, vô hoa đứng anh chị. À, thì thường thường là kiếm nó hỏi thì cái vô hoa nó sẽ rủ này. À, nó giống như cái kiếm kiếm tiên vũ đó. À, tuy nhiên thì cái kiếm ở chỗ em thì vô hoa đứng. À, thì vô hoa đứng thì đa số là rơi vào kiếm bicolor, anh gọi là đoàn kiếm hai màu anh chị. À, thì chính xác nhất là con chị về số hoa chị này thì người ta rơi vào hai loại kiếm là kiếm lô hội hoặc là cái kiếm hai màu. À, anh chị thì cái dây này bên em bán với giá là 70.000. Quy đơ ký thì tầm cỡ 3,3 ký anh chị, 3,3 ký thì bên em bán 70.000. Riêng những phần kiếm thì như kiếm phần số 1 thì bên em thu phí ship 40.000 anh chị. À, phần kiếm số 1 à, nguyên một dây rất là to luôn, 110.000 tới nơi anh chị. À, kiếm phần số 1 kiếm phần số 2 cũng vậy, 50.000. À, 50.000 anh chị, gồm có một dây to này. À, hai dê này, hai dê này con chị về lên hai chậu, bởi vì một dê thế này con chị lên một chậu tầm đường kính 30 cm cũng được con chị, 20 cm thì chậu 20 cm thì nhỏ hơn những dê này. Hai dê này bên em bán 50.000, cái kiếm phí ship cũng 40.000 chị, kiếm thì phí ship anh em thu 40.000. Còn số 3 cũng còn số 3 thì nguyên một dê này bên em bán 40.000, phí ship 40.000 nữa là với giá là 80.000 anh chị. Phần số 4, số 3. Phần số 4 thì một giờ này bên em bán 50.000, phí ship 50.000 nữa là 40.000 nữa là 90.000 chị. À, một giờ kiếm to này anh chị. À, phần số 4 50.000. Phần số 5 là 40.000 anh chị. À, số 5 là 40.000 của một giờ to này anh chị này. 40.000. À, phần kiếm phần số 6 này. Số 6 thì bên em bán 50.000. Số 6 50.000 thì bao gồm có một giờ này. À, giờ số 2 này anh chị, à, giờ số 3 này, à, giờ số 4, à, giờ số 5, à, giờ số 6 này, à, giờ số 7 đó anh chị, giờ số 8 này, à, 8 giờ này mình em bán với giá 50.000. Thì buổi tối hôm nay thì mình em cũng có một số các cái loại phong lan, à, cùng với cái dòng hồng đánh xăm, dòng cũ đẹp và hoa thơm và nó có rất là cái giá trị về tháo dược anh chị. Thì mình em cũng giới thiệu đến con chị, cũng cảm ơn con chị đã quan tâm và theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Em cảm ơn con chị rất nhiều ạ.